Trải nghiệm lớp học cardio trên bạt nhún tại Chum Arena quận 7. Let's go! Mới vô thì mình sẽ mang tất để có độ bám nha các bạn. Trời ơi, biến hình nhìn nó tự nhiên ghê. Theo mình biết thì Chum Arena là sân chơi bạt nhún thuộc chuẩn quốc tế tại Việt Nam á các bạn. Và họ tự tin là lớp học này đốt calo tốt hơn một vài môn thể dục thể thao khác, nên là giúp các bạn tiết kiệm thời gian hơn. À, còn miễn phí một buổi tập thử nữa các bạn, để lại thông tin trên website nha. Còn cái bạt nhún này giúp giảm áp lực trên các khớp nên mình có cảm giác như đang bay á các bạn. Có mình nè. Theo mình thấy thì ở đây có đội ngũ giảng viên có tâm và rất là dễ thương. Chính vì cái sự dễ thương, cái sự nhiệt tình và cái sự chuyên nghiệp đó, nên là các bạn ơi, các bạn đã chuẩn bị chưa? Nếu rồi thì lên nào! Căng cực, cháy quá cô ơi! Yeah, ghi anh sai! Woo, mai mũi mỉm, say! Căng cực, infinite! Căng quá, căng cực, căng quá căng bậc hai. Ủa lộn, trời ơi, trở lại cuốn tôi, cuốn tôi! Sau khi chúng mình giải căng bậc 2, căng cực căng quá thì được giáo viên giảng cơ đi đỡ căng quá căng cực. Mọi người ơi, mọi người mệt không? Mệt. Nhưng mà khen thôi.